Tiêu chiến xuất trên toàn cầu, diễn xuất xuất sắc nhất nhân loại với Như Mộng Chi Mộng, tháng 4 có thể nói là khoảng thời gian khá căng thẳng đối với Tiêu chiến. Vở kịch nói công ích đầu tiên của anh tại Vũ Hán đã được ra mắt. Trong vở kịch này, vai diễn bệnh nhân số 5 của Tiêu chiến đã khiến khán giả không ngớt lời khen ngợi. Với màn thể hiện quá xuất sắc, Tiêu chiến cũng nhận được sự tán dương của vô số khán giả. Trong đó có những lời khen đến từ khán giả Trung Quốc và cũng có những lời khen đến từ cộng đồng mạng nước ngoài. Từ đó có thể thấy, vai diễn bệnh nhân số 5 này của Tiêu chiến đã tạo được phản ứng mạnh mẽ khắp toàn cầu. Không quá phô trương khi nói rằng Như Mộng Chi Mộng đã khép lại trong cơn bão của những lời ca tụng, tán dương. Như Mộng Chi Mộng lên hot search ở nhiều quốc gia ngay khi xuất diễn đầu tiên trong năm 2021 vừa được ra mắt. Thậm chí, vở kịch này còn trở thành xu hướng đi đầu trên thế giới, thu hút sự chú ý của vô số khán giả nước ngoài. Hoặc có thể nói rằng, một lần nữa Tiêu chiến xuất khẩu thành công văn hóa Trung Quốc ra thế giới. Nam diễn viên không chỉ đưa phim sử thi Trung ra nước ngoài, mà còn giúp nghệ thuật kịch nói của đất nước tỷ dân, khơi dậy sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả thế giới. Theo số liệu từ Music Express, Như Mộng Chi Mộng được xếp vào danh sách xu hướng trên thế giới và số lượt xem trên nền tảng phát sóng vượt hơn 10 triệu view. Như Mộng Chi Mộng có độ ăn khách rất cao, biểu diễn từ 14 giờ chiều ngày 22 tháng 4 và chỉ mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Vở kịch đã được xếp hạng thứ tư trong xu hướng thế giới trên Twitter, từ sự phản hồi mạnh mẽ của khán giả nước ngoài. Có thể thấy họ đã đánh giá vô cùng cao cho sự thể hiện của Tiêu chiến. Diễn viên xuất sắc nhất nhân loại, đây thực sự là một sự đánh giá siêu cao dành cho Tiêu chiến. Qua những đánh giá của khán giả nước ngoài, có thể thấy rằng Tiêu chiến đã trở thành một nghệ sĩ trẻ được công nhận trên toàn cầu. Như Mộng Chi Mộng trở thành một quá trình mà nam diễn viên nâng cấp bản thân lên thị trường quốc tế. Trong quá trình này, Tiêu chiến đã đưa ra một đáp án hoàn hảo bằng chính sự thể hiện vai diễn của mình. Là một diễn viên với chí hướng theo đuổi nghệ thuật, Tiêu chiến đã đặt sự chân thành nhất lên sân khấu. Anh chứng tỏ bản thân bằng sự cần cù và nghị lực, đồng thời cũng gửi gắm đến tất cả những người quan tâm anh trên khắp thế giới rằng anh chưa từng ngừng bước để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Được biết, mỗi một show diễn của Như Mộng Chi Mộng đều trong tình trạng chật kín khán giả. Có thông tin cho biết một số tấm vé ở hàng ghế đầu tiên được bán với giá rất cao. Diễn xuất và cách diễn giải lời thoại của diễn viên trong Như Mộng Chi Mộng đều rất tốt và các diễn viên dường như đều thuộc trường phái thực lực. Người hâm mộ của Tiêu chiến không chỉ mua vé xem nhạc kịch để ủng hộ cho thần tượng và ekip mà còn gửi tặng những lãng hoa tươi thắm đến trước nơi diễn ra vở kịch nói trên. Hành động này đã vô tình tạo nên một biển hoa đỏ thắm trên đường phố. Trước đó, cộng đồng người hâm mộ của Tiêu chiến đã mang đến khá nhiều bất ngờ cho thần tượng khi thắp sáng cả một hội trường bằng màu đỏ rực rỡ. Không chỉ thế, Tiểu Phi Hiệp, tên gọi của fan Tiêu chiến, còn hát to theo để thần tượng không cảm thấy cô đơn. Hiện ngoài các show diễn kịch Như Mộng Chi Mộng, Tiêu chiến tất bật trên phim Trường Ngọc Cốt Giao, chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Nhan, hợp tác cùng người đẹp Nhậm Mẫn. Và hình ảnh tạo hình của anh trên trường quay cũng được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Dự kiến, tác phẩm sẽ quay đến tháng 8 năm nay, phát hành vào năm sau. Có thể nói sau hơn một năm lao đao vì fan cuồng, Tiêu chiến đang dần trở lại mạnh mẽ từ mảng phim ảnh đến kịch nói.